An Trĩ Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nay đã có thêm An Trĩ Vương Gel, hiệu quả đã được chứng minh. Chào mừng các bạn đang theo dõi tin tức 360 độ của kênh Gia Đình Việt. Giác được fan đẩy thuyền với Liên Bình Phát. Bên cạnh đó, Giác cũng trở thành đối tượng được Trường Giang và Trương Thế Vinh ưu tiên xé bảng tên ở hậu trường Running Man Việt Nam. Đoạn hậu trường của Running Man Việt Nam mùa 2 mới được nhà sản xuất tung lên và ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của khán giả nhờ tạo hình đặc biệt của dàn cast chính. 9 thành viên sẽ trở lại những ngày tháng cắp sách tới trường trong concept học sinh năng động, trẻ trung. Trường Giang rủ dê cặp đôi thỏ lập liên minh, Voi Biển tuyên bố sẽ xé áo Giác. Jun Phạm nhanh nhẩu phân vai, trong đó bản thân anh là Đê Khi, Ngô Kiến Huy là trai cô, Ninh Dương Lan Ngọc vai Suka, Liên Bình Phát trong vai xe cô, còn Trường Giang là ông hàng xóm hay ăn mì gói gần nhà của Nobita. Vừa phân vai xong thì tình thương mến thương bao lâu nay, nhưng Trường Giang tuyên bố sẽ xé bảng tên của Giác đầu tiên. Dứt lời, Giác tự tin, không đuổi kịp đâu, xé anh Vinh đầu tiên đó, vừa vào là em đã kiếm anh Vinh liền, em chào hỏi rồi chạy thôi chứ có gì đâu. Liên Bình Phát và Trương Thế Vinh đã đọc được những bình luận fan Giác khẩn thiết đòi các thành viên xé áo thần tượng. Có vẻ như Voi Biển sẽ là người chiều theo thể nguyện của fan em út khi nói, không biết đom đóm có ai muốn xé bảng tên Giác không hay xé áo xé quần gì không. Dù được các thành viên khen là người cao to, khỏe mạnh nhất trong cả nhóm dễ gì mà bị người khác đánh bại, Trương Thế Vinh chỉ nhẹ nhàng phản kháng. Anh hiền nhất, có vẻ lần này Trương Thế Vinh, Trường Giang sẽ làm theo nguyện vọng của fan Giác đây. Không biết chàng trai Liên Bình Phát đang được ghép chung với Giác liệu anh có cứu Giác khỏi Trương Thế Vinh và Trường Giang không? Hay sẽ cùng hợp tác xé Giác chấm mối tiêu cho thỏa lòng fan Giác? Và cũng mới đây có vẻ một cặp đôi mới sắp được fan đẩy thuyền cực mạnh, đó là Liên Bình Phát và Giác. Nhiều video hậu trường, người hâm mộ đã quan sát được bé Bình rất chăm lo cho Giác. Có thắc mắc gì anh sẽ là người giải đáp tháo gỡ vấn đề. Khoái phát nha, rất để ý quan tâm, chăm sóc em út. Bình với Giác giống anh trai chăm cho em út vậy trời. Nhìn dễ thương xỉu, nhiều bình luận cảm thán của khán giả để lại. Cũng như tần số Giác chơi cùng Liên Bình Phát được xuất hiện rất nhiều. Bạn nghĩ sao về cặp đôi này? Có lẽ từ đầu những ngày ghi hình đến giờ Giác luôn là người được chú ý nhất và cũng là người được anh chị trong dàn cắt quan tâm nhất. Có bao nhiêu bạn đang hóng chờ từng ngày? Cảm ơn các bạn theo dõi video của chúng tôi. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những tin tức mới nhất nhé.